Xin chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em lên video cho cô chú anh chị một số mặt hàng của chú anh chị. Ví dụ như ở đây có một cái chiếc dĩa cảnh bằng gốm sứ của chú anh chị ơi. Chất liệu là gốm sứ nha. Đây là dĩa cảnh trưng bày cô chú anh chị. Cái này là hình ảnh là thập nhị cô tiên là 12 cô tiên ha cô chú anh chị. Đẹp nhất xứ Trung Hoa ha, 12 cô. Chữ thư pháp là bên trên dĩa cô chú anh chị. Mộc truyện phía sau dùm em ha. Tặng các đĩa của chú anh chị mình luôn. Đường kính dùm em là 35 cô chú anh chị ơi. Đường kính là 35. Giá dùm em là 400 cô chú anh chị ha. Đường kính 35, giá là 400 cô chú anh chị. Mã 1 dùm em. Rồi đem lên cho cô chú anh chị mã số 2 nè. Đây. Cái này dùm em mã số 2 ha. Hu sao đàn luôn của chính chị, phía xa có núi có chữ nha anh. Rồi cho em mã số 2 có một chuyện cô chú anh chị. Mã số 2 dùm em, giá dùm em luôn là 400, đường kính dùm em là 35 ha. Đường kính là 35, giá là 400 cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua đơn 1.500 là bên em bao ship ha. Còn cô chú anh chị mua một cái thì cô chú anh chị phụ ship giúp em 20.000 cô chú anh chị ơi. Rồi, vì một cái dĩa xúc, dĩa hoa. Hoa này rất là nổi bật cô chú anh chị. Đây. Đây có họa tiết có hoa rất là đẹp cô chú anh chị ha. Họa tiết hoa rất là đẹp, có con bướm nè. Cái này sao ta? Chắc vậy mới đẹp mới đúng nè. Đúng không? Hoa khai phú quý cho em mã số 3, đường kính 35 cô chú anh chị ơi. Đường kính 35 dùm em, giá dùm em luôn là 400 cô chú anh chị. Mã số 3 ha. Còn đây em lên cho cô chú anh chị một cái chiếc dĩa mã số 4 nè. Bát tiên dược hải em đang bán dĩa này là dĩa đẹp đó cô chú anh chị. Men đẹp ha. Gốm đẹp men chắc dùm em, có hạt nè. Đây, bát tiên ha. 8 ông tiên. Có con hạt rất là lớn. Có 4 chữ của chú anh chị. Phía sau có một chuyện giúp em luôn. Rồi cho em cái này mã số 4 của chú anh chị ơi. Đường kính 35 mã số 4 giùm em, giá giùm em là 400 của chú anh chị ha. Giá là 400. Rồi cái này là 9 vị tiên. Đó. Phía dưới có chữ thư pháp của chú anh chị ha. Chính vị tiên dùm em. Rồi cho em cái này dĩa số 5. Mã này mã số 5 cô chú anh chị. Đường kính 35. Một chuyện phía sau. Mã số 5 dùm em 400. Rồi mã số 6 cô chú anh chị. Mã số 6 là một đàn hạt luôn. Hạt thì có ý nghĩa là bách niên trai lão của chú anh chị. Đường kính cũng là 35 luôn cô chú anh chị ha. Dĩa loại đẹp cô chú anh chị. Bên em tặng các đĩa ha. Rồi mã số 6 dùm em. Giá dùm em là 400 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 7 nè. Mã số 7 là hoa khai phú quý ha. Nền vàng. Đây. Phía sau có một chuyện cô chú anh chị. Đường kính 35 cho em mã số 7, giá dùm em luôn là 400. Rồi em lên cho cô chú anh chị một cái dĩa rất là to. Đường kính 40. Đây. Dĩa này đường kính 40 cô chú anh chị. Dĩa này là dĩa cặp công. Hoa là hoa nổi, con những cái họa tiết hoa ở bên trên chiếc dĩa cũng là nổi, con công cũng là nổi luôn cô chú anh chị ha. Hàng như hàng vẽ đó cô chú anh chị. Cái này cho em mã số 8 nha, mẫu này đường kính là 40. Giá dùm em là 600, phía sau có một chuyện. Đường kính là 40. Giá là 600, mã số 7. Đường kính là 40 nè cô chú anh chị. Cái này là dĩa bát quái.
Đây. Cái này là dĩa bát quái nha, đường kính 40. Giá giùm em luôn là 600. Mã số 9 cô chú anh chị đây. Mã số 9 giùm em. Phía sau có một chuyện cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp theo cho cô chú anh chị một cái mã số 10 nè. Đây. Cái hoa này giống cái nghĩa phú quý bạc đầu. Mẫu này rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cái này thì nền hoa, hoa nổi của chú anh chị có ở trên nhánh có hai con chim. Em này có một con chim. Cho em đường kính 40 mã số 10 của chú anh chị đây. Đường kính 40 mã số 10 giùm em. Giá là 600 ha. Thì bên em là đường kính 35. Hàng chuẩn, hàng loại 1 thì giá là 400, còn đường kính 40 thì là 600. Hoặc chuyện phía xa giùm em cô chú anh chị ha. Đó. Rồi em lên cho cô chú anh chị một chiếc dĩa mã số 11. Hoa khai phú quý. Nền đỏ. Mã 11 giùm em. Giá giùm em luôn là 600 cô chú anh chị nghe, đường kính là 40 ha. Đường kính 40 giá là 600, hoa khai phú quý bên em đều tặng các đĩa cho cô chú anh chị hết. Mã 11 giúp em, phía sau một chuyện cô chú anh chị. Tặng các đĩa hết nha. Cô chú anh chị mua một cái dĩa đơn hàng 600 thì bên em bao ship ha. Rồi em lên cho cô chú anh chị lục bình. Đây. Em có một cái lục bình, một cái bình hình con cá rất là đẹp. Để em chỉnh máy cho nó đẹp cô chú anh chị. Cái dáng ở phía xa ha. Đúng chưa? Đây, nha cô chú anh chị coi. Cái này thì bên em có một cái cô chú anh chị. Mẫu này là mẫu đẹp giùm em ha. Cao giùm em là 67 cô chú anh chị ơi. Cao giùm em là 67. Miệng ngang là 18. Hình ảnh cá của chú anh chị. Đây. Rồi cái này giùm em là 1,9 triệu nha. Nền đỏ có cá, giá là 1,9 triệu của chú anh chị. Cho em mã số 12 ha. Mã 12 cho cái bình này. Giá là 1,9 triệu. Một cái nền cá đỏ rất là đẹp của chú anh chị. Rồi em xuống cô chú anh chị bình Kutani nè. Đây. Bên này là bình Kutani. Họa tiết là hoa khai phú quý. Bình này cao dùm em là 44. Dao động 44-45 cô chú anh chị ơi. Đây ha. Ê à, xin lỗi. Rồi ngang qua miệng là 16. Họa tiết là hoa khai phú quý. Một mặt là có bông đào chú anh chị ha. Cho em mã 13, giá giùm em là 750 nha chú anh chị. Mã 13 750 ngàn. Rồi mã 14 nè. Mã 14 là hình ảnh Trúc Lâm Thất Hiền. Mẫu này rất là to, dáng rất là vững của chú anh chị. Phía sau có chữ thư pháp ha. Mã 14 của chú anh chị ơi. Miệng ngang qua là 18. Cao dùm em là 44. Bụng bình ngang qua dùm em là 30 của chú anh chị. Hàng này cũng khá là đẹp. Đây một chuyện bên dưới dùm em ha. Rồi mã 14 giúp em luôn. Giá là 1,1 triệu cô chú anh chị ơi. Mã 14. Rồi. Một cái bình lục giác. Rất là đẹp cô chú anh chị. Đây. Phía trên. Bình này em còn một cái ha.
Mã 14 cho em giá là 2 triệu cô chú anh chị. Mã 14 giá là 2 triệu ha. Hàng này bất cả bên em là đơn hàng trên 500, bên em đi bao ship cô chú anh chị. Cái này là cao 50 cao 53 cô chú anh chị. Miệng ngang là 15. Dòng cung là 30. Ngang qua mỗi cạnh là 14. Đó. Bông nè. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Bình lục giác ha. Có chim cong. Có chim chỉ. Đó. Bình này giá 2 triệu mã 14 giùm em cô chú anh chị. Rồi, em lên tiếp theo cô chú anh chị một cái chum đựng gạo, cái hũ đựng gạo. Hoặc là theo tiếng miền Tây của em là cái lu á cô chú anh chị. Cái mẫu này cho em mã 15. Mẫu này giá là 1 triệu rưỡi cô chú anh chị nha. Hình ảnh sang men lam. Màu xanh giả cổ. Hình ảnh phía xa có ngôi nhà, có núi non, có đàn chim bay cô chú anh chị ơi. Đàn cò gì. Cao giúp em là 47, chưa tính nắp. Miệng ngang qua giùm em là 23 cô chú anh chị. Vậy mã 15 giùm em là 1 triệu rưỡi của chú anh chị ha. Trên nắp cũng đẹp nữa nè. Đây. Đó. Rồi mã 15 giùm em, cái này là mình để tầm 20 kg đó cô chú anh chị. Thật cô chú anh chị mình để rượu cũng được, 20 lít rượu ha. Mã 15. Rồi đây mã 16. Mã 16 là một cái lục giác gián cao. Mẫu này thì về đó là dòng cao cấp cô chú anh chị, men chắc ha. Dòng men nhám. Giá là 2 triệu 6 một cái cô chú anh chị ơi. Bên trên miệng cũng đẹp ha. Mỗi cạnh rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Mỗi cạnh đều có họa tiết rất là đẹp ha. Dòng này là dòng men chắc cao cấp luôn cô chú anh chị. Bao hàng loại 1. Miệng ngang là 15. Cao giúp em là 55. Cao giúp em là 55. Bụng bình ngang qua là 12. Mỗi cạnh 12, xin lỗi, bụng bình ngang qua là 29 ha. Rồi mã 16 giúp em là 2 triệu 6 của chú chị ơi. Mã 16 là 2 triệu 6. Rồi em lên cho cô chú chị một cái bách hoa. Bách hoa này có một chuyện bên dưới. Bách hoa giá 950.000 mã 17. Đây. 950.000 mã 17 giùm em. Đường kính miệng ngang là 14. Cao giùm em là 36. Bụng bình ngang qua là 20. 25 của chính chị ha. Mã 17 giùm em, giá giùm em luôn là 950.000. Rồi, một cái bình tứ quý xanh lam. Bình này là bình men chắc dòng xanh lam tứ quý của chú anh chị. Đây. Cái này là một cái là 1 triệu rưỡi 50 ha. Cô chú anh chị lấy một cặp là 3 triệu. Mã 18. Miệng ngang qua là 19. Cao giúp em là 52. Bụng mình là 30. Hình ảnh là xanh tứ quý của chú anh chị. Đây. Mã 19 là 1 triệu rưỡi 50 cô chú anh chị ha. Rồi. Em lên cho cô chú anh chị một cái bình nè. Bát tiên. Bát tiên có hải cô chú anh chị ơi. Bình này dáng cao.
cao là 67, miệng ngang qua là 19, cao là 67, miệng ngang qua là 19, bụng bình dùm em ngang là 30 ha, giá là 1.600.000 mã 20. Hình ảnh rất là đẹp. Bác Tiên của Hải kìa, có ông Tiên đang bay, có ông Tiên thì đang ở dưới nước của chú anh chị, đang đi thuyền, đi con rùa, đang đi ở bên trên lưng con rùa của chú anh chị ơi. Phía sau có chữ thư pháp. Cái này thì nhà em có một cặp cô chú anh chị. Một cái là 1.600.000, một cặp là 3.000.000 ha. Đây. Rồi cô chú anh chị có yêu thích đó, cô chú anh chị cứ gọi cho em số online ha. 0703948359, nhà em có rất là nhiều mặt hàng. Cô chú anh chị có thể chụp màn hình lại và chị giúp em sẽ chụp hình lại cho cô chú anh chị cụ thể hơn ha.